Hôm nay 6 tháng 7, thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tạnh ráo, không mưa, khá thuận lợi cho các hoạt động ngày cuối tuần. Tuy nhiên, do tác động của những đám mây dông kết hợp với trường gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông rải rác, vài nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày mai trời nắng, chiều tối mai có mưa và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và sét, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, độ ẩm 80-85%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày mai trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và sét đánh, gió tây nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ, độ ẩm 80-85%. Huyện Côn Đảo đêm nay có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Ngày mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, gió tây nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm 85-90%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày mai 7 tháng 7 năm 2024, mực nước cao nhất 365cm vào lúc 3 giờ 45 phút và mức thấp nhất 20cm vào lúc 21 giờ 45 phút. Chất lượng không khí toàn tỉnh hôm nay ghi nhận đều ở mức tốt. Với 3 khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ ngày 6 tháng 7, dao động từ 34-38, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.